Hi. Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn một cách mà sử dụng bút điện đúng cách nha các bạn. Nha. Sử dụng bút điện đúng cách là như thế nào? Đâu phải không phải ai cũng biết sử dụng cái bút điện này đâu nha. Thì mình sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng. Khi nào có điện thì trong cái bút thư điện này thì nó có một cái đèn và một cái điện trở nha. Cái đèn. Rồi thì khi mà chúng ta tiếp đất như thế này này, tiếp vô thế này này, là khi mà tiếp đất thì nó sẽ sáng lên thôi, đơn giản vậy. Nhưng mà sao bây giờ mình đang thử bút điện này, đó mình thử hai lỗ đây, hiện tại ở đây có đang có điện các bạn, mình thử hai lỗ sim, lỗ nào có điện, đó đây lỗ dưới là có điện này các bạn à. Nhưng mà các bạn để cầm dài làm sao mà có điện đúng không? Khi lấy bút đưa điện cầm dài làm sao mà có điện? Đó, mình phải tiếp vô đây, tiếp cái thanh sắt chỗ này đó. Bạn để này, đó. Tiếp sáng, tiếp và sáng. Đó là cái đầu tiên. Cái đầu tiên cầm bút điện là phải cầm như thế này. Đó, là nó sáng nha bạn. Các bạn thấy không? Chứ không phải là cầm dài mà thử dài là coi kêu sao không có điện giật rửa vô là chết luôn nha các bạn. Đó, mình phải tiếp tè ra đó, tiếp tè. Rồi tiếp đất nó nói chung tiếp đất cho nó càng nhiều là nó càng sáng. Đó, vấn đề thứ hai là khi mình làm ở ngoài trời á thì nhiều cái bút điện là nó sáng yếu lắm nha. Nó anh đánh chói là anh đánh càng nhiều là mà mình sẽ không thấy được cái đèn này, khó thấy lắm. Đây là mình đang ở trong mát này, chứ nếu mà đưa ra ngoài nắng là không thấy bút đèn này thì như sao, thì mình sẽ làm cách nào để mình thấy cái đèn đó. Đây hiện tại bây giờ mình đang mang zip này đó, mình mang zip mình trèo lên cái thang để mình sửa trụ điện hay sao đó. Mang zip đèn như thế này. Nếu mình muốn nó sáng hùng á, mình muốn sáng hùng á nha, nếu các bạn muốn sáng hung là bạn chạm tay vô tường này, này. Đó để ý kỹ nha, mình chạm tay vô tường này là sáng hung nha các bạn, là sáng hung, nói chung là tiếp đất tốt là sáng hung. Đây mình sẽ làm lại cho bạn đây, đó sáng ha. XM này sáng hung này. Đây bây giờ mình lấy chân mình chạm xuống đất này các bạn, để ý lấy mình lấy chân mình chạm xuống đất nha. Lấy chân chạm xuống đất này, đó hở chạm nè, chạm thấy không các bạn, thấy không, nói chung tiếp đất tốt là điện nó càng sáng. Đây đó, hết chân mình thả ra này, chân mình lấy vô này, đó các bạn thấy không, đó là cách sử dụng bút điện đúng cách nha các bạn. Mình cho nó tiếp mát nhiều là nó sẽ sáng nhiều thôi nha. Này đây bình thường này, đó mình chạm vô tường á, đó bình thường chạm vô tường. Đây bình thường đây, chân chạm xuống đất đây này, chân mình đang chạm xuống dưới đất đi này nha mà. Thôi giờ mình bình thường đây, bình thường chạm đất đó, thấy chưa, chạm đất đó. Rồi ok rồi, các bạn thấy hay thì nhắn đăng ký kênh cho mình nha. Chào tạm biệt các bạn.